Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một số loại vòng bi dùng cho quạt này, rồi bu li tăng này. Đấy, đây là vòng bi 608 này, 6203, 6303. Tất cả cái này ngày hôm nay em chuyển tới cho khách của em là hàng xịn hết. 1608 thì là em chuyển hàng Korean. 608 là Korean. Đấy. Anh em chờ em một chút nhé. Đấy. Anh nhìn đi ạ. Anh em mà cần tư vấn hoặc hỗ trợ về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.